Sinh thời, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu luôn quan tâm đến sự phát triển của tỉnh Thanh Hóa, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục. Đây cũng là lý do ông quyết định thành lập quỹ khuyến học mang tên mình, với mong muốn đóng góp cho công tác khuyến học, khuyến tài của quê hương. Cũng trong hôm nay, hàng nghìn người dân Thanh Hóa đã đến viếng, tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, người con tiêu biểu của xứ Thanh. 5 năm trước, lễ khai giảng năm học mới của trường Trung học phổ thông Đông Sơn được đón vị khách đặc biệt. Dù tuổi đã cao và bận nhiều công việc, nhưng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu vẫn dành thời gian về chung vui với thầy và trò nhà trường trong ngày đầu năm học mới, động viên các thầy giáo, cô giáo dạy học, học trò chăm ngoan, trở thành người có ích cho xã hội. Năm 47 thì bác nói đấy, Thanh Hóa phải trở thành một tỉnh kiểu mẫu, thì bây giờ phải vươn lên ở cái tốt đầu. Mà muốn vươn lên đến tốt đầu đấy, thì các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, mà trong văn hóa có vấn đề giáo dục, dứt khoát phải vươn lên để nắm cho được những cái cơ bản của kiến thức, cái đồng thời về đạo đức. Cũng trong dịp này, Quỹ khuyến học khuyến tài Lê Khả Phiêu được công bố với mục đích tiếp thêm nguồn lực cho việc khuyến học khuyến tài xứ Thanh. Từ nguồn quỹ này, Hội khuyến học tỉnh Thanh Hóa đã trao học bổng cho hàng trăm học sinh, sinh viên, vận động viên của Thanh Hóa có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện. Đầu năm 2020 thì em rất vinh dự được nhận phần thưởng từ Quỹ khuyến học khuyến tài Lê Khả Phiêu vì em đã đạt giải nhì trong cuộc thi Olympic toán học sinh sinh viên toàn quốc. Thì đây là một nguồn động lực rất lớn cho em. Bác Lê Khả Phiêu, người có cái tấm lòng cao cả và tâm huyết với cái sự học của quê hương Thanh Hóa. Chính nguồn động viên đó đã có một cái sức lan tỏa rất sâu rộng đối với cộng đồng doanh nhân doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng như tại thành phố Hà Nội hướng về quê hương Thanh Hóa, thì một là tham gia vào quỹ khuyến học khuyến tài Lê Khả Phiêu. Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã ra đi, nhưng cuộc đời và sự nghiệp của ông sẽ mãi là niềm tự hào của nhân dân Thanh Hóa. Quỹ khuyến học khuyến tài mang tên ông sẽ như một sợi dây bền chặt nối liền tình cảm của xứ Thanh với một người con ưu tú đã trọn đời vì đất nước, vì quê hương.